chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin giá vé chuyên cơ chui thùng lạnh và số phận người ra đi. Trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh của người Việt Nam liên tục ra đi lũ lượt khỏi đất nước xã hội chủ nghĩa và họ đã dùng rất nhiều biện pháp khác nhau bằng máy bay chuyên cơ của nhà nước, bằng công tơ đông lạnh và bằng vượt rừng và nhiều người đã bỏ mạng trên hành trình này. Tuy nhiên, một hiện tượng mà chúng ta phát hiện ra gần đây nhất đó là việc họ đã sử dụng cả những chuyên cơ của chính phủ. Và Việt Nam huy động mọi phương tiện để buôn người ra nước ngoài và điều này đã dẫn đến việc đặt câu hỏi bàn tay của các mafia điều khiển nhằm thu lợi nhuận cao nhất mà chi phí của nó không hề rẻ so với khoảng 1 tỷ đồng một người trên một suất nếu đi bằng thùng công tơ đông lạnh và họ đã sử dụng những chuyên cơ của nhà nước Việt Nam và điều này đắt đỏ hơn những việc phải đi bằng đường vận tải khác là vì họ phải mua được những quan chức trong quốc hội hoặc chính phủ Việt Nam. Và điều đó đã được báo quốc tế ngày hôm nay bắt đầu đăng tải về những hành trình của những người Việt Nam này ra đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Từ chuyện chuyên cơ cũng trở thành phương tiện buôn người. Nam Hàn vừa yêu cầu công dân Việt Nam muốn xin visa du lịch phải nộp bản gốc của sổ tiết kiệm thì đây là điều kiện mới của bạn là Nam Hàn tức là Hàn Quốc không rõ các viên chức ngoại giao Nam Hàn từng yêu cầu với công dân của quốc gia nào như vậy hay chưa câu hỏi được đặt ra nhưng chắc chắn yêu cầu xuất trình bản gốc sổ đỏ tiết kiệm khi xin visa du lịch là thuộc diện rất hiếm có trên thế giới phải làm như vậy và rõ ràng với những bài báo như thế này đã đăng tải trên quốc tế trong ngày hôm nay thì đã đem lại một cái câu hỏi rất lớn cho người dân trong và ngoài nước và đặc biệt là quốc tế họ sẽ nhìn nhận Việt Nam như một đất nước hoài nghi. Và chính vì những người Việt Nam đang bỏ đất nước sau khi chủ nghĩa ra đi ngày càng nhiều một cách bất hợp pháp, thì chính phủ các nước dân chủ và tự do họ trở nên cẩn trọng hơn khi làm các thủ tục visa nhập cảnh cho những người đến từ Việt Nam. Và đây là hình ảnh của uh, thủ tục hướng dẫn visa đi Hàn Quốc của Đại sứ quán nước này ở Hà Nội để gần lại các bạn thấy rất rõ uh, như vậy và giống như nhiều quốc gia khác nhằm hạn chế việc lợi dụng visa du lịch để đến và cư trú bất hợp pháp tại xứ sở của mình thì Nam Hàn cũng đòi người xin visa phải chứng minh cuộc sống của họ đủ ổn định như nghề nghiệp, thu nhập, những ràng buộc trong quan hệ cá nhân như gia đình để đi đâu thì đi nhưng cuối cùng cũng phải trở về nơi sinh quán của mình đó là Việt Nam. Thường thì người xin visa chủ động lựa chọn phương tiện chứng minh và vì dễ tìm, dễ thuyết phục khi phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh, người xin visa hay chọn bảng lương, tờ khai thuế, sổ tiết kiệm, các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu bất động sản và cả visa nhập cảnh ở những quốc gia khác làm phương tiện để chứng minh việc rằng họ sẽ trở lại Việt Nam nếu họ được cấp visa sang những nước dân chủ và tự do. Nhưng điều này dường như không còn đúng nữa. Thậm chí các đại sứ quán ở những nước khác nhau đặt tại Việt Nam cũng không tin các giấy tờ công chứng do nhà nước Việt Nam cung cấp, họ yêu cầu trình ra các chứng minh thu nhập bản gốc để nhằm tránh những người Việt Nam có thể trốn ở lại khi sang nước của họ. Và đây là hình ảnh sổ tiết kiệm gốc mà nhiều người đã phải trình ra để đối chiếu xin khi xin visa để nhập cảnh vào Hàn Quốc. Đây là một quy định rất mới mà sứ quán Hàn Quốc đã yêu cầu một số người phải làm việc Nam Hàn buộc người Việt Nam phải dùng sổ tiết kiệm làm phương tiện chứng minh thậm chí phải xuất trình bản gốc sổ tiết kiệm để kiểm tra cho thấy các nhân viên hữu trách của Nam Hàn đã dư kinh nghiệm để rút và sau khi rút không dám tin vào sự chân thực của các phương tiện chứng minh khác. Thì như vậy rõ ràng họ đã phát hiện ra rất nhiều những cái loại giấy tờ giả, kể cả giấy tờ công chứng và nhiều bảng lương và những thứ khác nữa đã được làm ở Việt Nam và họ ngày càng kiểm tra kỹ hơn nếu công dân Việt Nam muốn nhập cảnh vào nước của họ. Và ngay cả đó thì giờ đây các băng đảng mafia buôn người tại Việt Nam còn sử dụng cả chuyên cơ thăm cấp nhà nước của Việt Nam để đưa người đi trốn khỏi đất nước này. Và đây là hình ảnh các bạn cũng đã thấy ở trong thời gian vừa qua tại Việt Nam đã một số nơi đăng tải là hình ảnh chụp được từ chuyến bay đi Hàn Quốc của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có 9 người bỏ trốn ở lại vào tháng 12 năm 2018. Và đây là một minh chứng cho quốc tế và thế giới thấy rằng Việt Nam luôn là một nơi không phải đáng sống như là những lời nói của thủ tướng và của chính phủ Việt Nam thường đưa ra. Và trong hình này các bạn thấy rất rõ có những người phụ nữ, đây chính là những chủ doanh nghiệp buôn bán ở bên Hàn Quốc về mặt mỹ phẩm và họ đã có những cái tiếp cận được với bà Quốc hội, uh, chủ tịch Quốc hội của Việt Nam ở ngay trên chuyên cơ này. Theo chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 14 tuần vừa qua, trước khi giải tán, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét và bỏ phiếu cho 12 dự luật nghị quyết Nói cách khác, suốt một thời, tháng hộ họp ở Hà Nội, không đại biểu nào đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân chất vấn đòi các viên chức hữu trách trả lời về scandal có tới 9 người tháp tùng phái đoàn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang thăm Nam Hàn rồi ở lại Nam Hàn bất hợp pháp và có nghĩa là họ đã trốn đi bằng chiếc chuyên cơ của Việt Nam. Và chỉ sau khi Hàn Quốc bắt được một số người Việt Nam đi theo chuyên cơ rồi trốn ở lại thì nhà nước việt nam vẫn im lặng không chịu điều tra xét xử và công bố danh tính những người đã được đưa lên chuyên cơ trốn đi bằng cách nào và ai đã tiếp tay cho họ và nếu phải trả tiền thì số tiền đó là bao nhiêu và ai là người nhận thì điều này vẫn đang trong vòng bí mật mà dường như các bộ ngành tại việt nam đang đổ cho nhau và không ai nhận hoàn toàn cái trách nhiệm này để làm đến cùng đây là hình ảnh chụp được của chuyến bay khi họ hạ cánh xuống uh, Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Nghiêm Ngân vào tháng 12 năm 2018 trên chiếc chuyên cơ mà đã có 9 người trốn ở lại. Chuyện 9 công dân Việt Nam được chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hỗ trợ thực hiện kế hoạch đến Nam Hàn cư trú trái phép đã xảy ra hồi cuối năm ngoái. Đến tháng 9 năm nay mới đổ bể thành scandal sau khi hai trong số 9 người này đã bị Nam Hàn bắt và một người khác ra đầu thú để được hồi hương quay trở lại Việt Nam. Tuy scandal vừa kể liên quan đến thể diện quốc gia, thiên hạ đã sửng sốt vì chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng bị biến thành phương tiện buôn người. Mà xưa nay thiên hạ vẫn cho rằng sắp đặt để ai đó có, có thể nhập cảnh hợp pháp hay bất hợp pháp nhằm cư trú trái phép ở quốc gia nào đó đều là buôn người. Nhưng suốt 2 tháng vừa qua, các chuyên gia hữu trách ở Việt Nam tìm đủ mọi cách để né tránh việc trả lời tại sao, như thế nào, ai phải chịu trách nhiệm cuối cùng vì đã đưa 9 người này đến máy bay và sau đó trốn ở lại. Và bản thân Bộ Công an mà người đứng đầu là đại tướng Tô Lâm cũng từ chối công bố danh tính những người đã trốn ở lại bất hợp pháp này. Phải chăng đã có thế lực nào đó lớn hơn Bộ Công an đang điều khiển đường dây vượt biên hạng vip này mà ngay cả bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng phải im lặng. Đây là hình ảnh của bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam trong một phiên trả lời tại Quốc hội Việt Nam. Cuối tháng 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đứng ra nhận trách nhiệm trong việc tổ chức cho các doanh nhân Tháp Tùng, Chủ tịch Quốc hội để xảy ra scandal 9 thành viên trong phái đoàn ở lại Nam Hàn bất hợp pháp. Ngoài tuyên bố nghiêm túc rút kinh nghiệm, Bộ Kế hoạch Đầu tư hứa sẽ xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện sai phạm. Đầu tháng 10, tại cuộc họp báo định kỳ của chính phủ, Bộ Công an từ chối công bố danh tính của 9 người được chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội đưa sang Nam Hàn cư trú bất hợp pháp vì Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có trả lời ban đầu và Tổng Thư ký Quốc hội đã trao đổi thông tin với báo chí thì như vậy là ngay cả Bộ Công an, nơi ông Tô Lâm, đại tướng Tô Lâm làm việc cũng né tránh trả lời uh, câu hỏi và điều đó dẫn đến uh, một uh, trong những cái nghi vấn của rất nhiều người, đó là phải chăng Bộ Công an cũng có những cái đường dây nào đó nằm bên trong mà ông Tô Lâm cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Và ngay cả văn phòng Quốc hội Việt Nam cũng từ chối đưa ra thông tin về những người đã leo lên chuyên cơ của nhà nước để trốn đi và điều này tiếp tục được báo chí ở quốc tế đăng tải. Đây là hình ảnh Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì cuộc họp báo hôm 18 tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, đến trung tuần tháng 10 tại một cuộc họp báo quốc tế, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội vẫn chỉ lặp lại điều mà ông từng tuyên bố trước đó như sau: tốt nhất là không cho ai đi nhờ nữa. Thì như vậy chỉ có rút kinh nghiệm như vậy thôi. Ông Phúc khẳng định ông không biết danh tính 9 người và bảo báo giới đừng hỏi nữa vì Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công an đã từng trả lời từ hồi đầu tháng 10. Thì như vậy là ông ta vẫn trối quanh và vẫn không chịu cung cấp thông tin cho báo chí. Và điều này mới được phát hiện sau khi Hàn Quốc đã bắt giữ hai người và một người khác tự ra đầu thú mà thôi. Và từ trước đến nay có hàng trăm chiếc chuyên cơ như vậy đi khắp nơi trên thế giới thì rõ ràng là bàn tay của mafia buôn người đã nằm rất sâu vào trong đội ngũ của lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chính phủ Việt Nam và chính vì vậy mới có thể lọt đưa được người này lọt ra khỏi qua khỏi hệ thống kiểm tra an ninh lên trên máy bay rất chặt chẽ đối với những chuyến đi của cấp chính phủ. Và ngay cả chính phủ Hàn Quốc có lẽ cũng vì muốn giữ thể diện cho quốc hội Việt Nam nên họ cũng không công bố danh tính 9 người đã bỏ trốn trong chuyến thăm mà họ chỉ, mà họ chỉ lặng lặng áp dụng các biện pháp chặt chẽ hơn nữa khi xét cấp visa cho những người Việt Nam khi muốn sang Hàn Quốc. Đây là hình ảnh trên trang web của Đại sứ quán Hàn Quốc ở Việt Nam và họ ca ngợi rằng quan hệ của Việt Nam và Hàn Quốc là rất tốt đẹp. Cho dù phát giác 9 người lợi dụng chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Việt Nam để đến Hàn, Nam Hàn cư trú bất hợp pháp, nhưng chính quyền, chính quyền Nam Hàn im lặng, chỉ có hệ thống truyền thông Nam Hàn loan tin sau khi các viên chức hữu trách của Nam Hàn bắt được 2 người trên tổng số 9 người đã bỏ trốn và thêm một người đã đi ra tự đầu thú. Hai tháng vừa qua, chính quyền Nam Hàn đã tiếp tục im lặng dù giải thích của tổng thư ký Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, tuyên bố của đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, đại diện Bộ Công an Việt Nam khiến ngay cả người Việt Nam cũng lắc đầu ngao ngán. Mới đây, Nam Hàn đưa ra yêu cầu mới, muốn xin visa du lịch, công dân Việt Nam phải xuất trình sổ tiết kiệm và phải bản gốc. Và rồi với cái thông tin này các bạn có thể tra cứu trực tiếp trên trang của đại sứ quán Hàn Quốc và sẽ thấy những điều đó và rõ ràng như vậy là qua những cái chuyến đi của thăm cấp chính phủ của Việt Nam sang các nước thì họ đã rút kinh nghiệm rất nhiều và họ đã cẩn thận hơn khi xét duyệt uh, những cái điều kiện để cho những công dân Việt Nam có thể sang được nước họ và Việt Nam đã trở nên tai tiếng với thế giới nên các nước đã đề phòng và không phải chỉ Hàn Quốc và rất nhiều nước khác đã đề phòng các công dân Việt Nam nếu sang nước họ đây là bản đồ quy hoạch uh, quy định nhập cảnh vào Hàn Quốc Việt Nam nằm trong nhóm bắt buộc phải xin visa đấy để ý các bạn thấy là màu xám là cái nơi những cái nước mà thường là chậm phát triển và những cái nước mà hay trốn ở lại và đối với những cái nước như vậy thì rõ ràng họ sẽ có cái biện pháp cụ thể để áp chế và kiểm tra rất chặt chẽ và chi tiết nếu mà những cái người ở những cái nước này khi muốn nhập cảnh. Có 4 trong số 10 quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á mà công dân của họ có quyền đến Nam Hàn bất kỳ lúc nào họ muốn. Trong đó, công dân Malaysia, Singapore, Thái Lan có quyền cư trú tại Nam Hàn đến 3 tháng và công dân Brunei có quyền cư trú tại Nam Hàn 1 tháng mà không cần visa nhưng điều này đã được không được áp dụng cho Việt Nam và các công dân của Việt Nam vẫn phải xin visa đi sang Hàn Quốc như bình thường. Và có những làng quê tại miền Trung, Việt Nam, thanh niên trai tráng và thiếu nữ đã bỏ xứ ra đi gần hết. Nhưng tại Ba Đình thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn say xưa với lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ngoại lai và điều đó đã đem đến tai hại cho đất nước Việt Nam và thế hệ trẻ. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trong thời gian gần đây Ờ, trong một cuộc họp. Chuyện phải xuất trình sổ tiết kiệm bản gốc khi xin visa du lịch Nam Hàn lại làm người ta nhớ đến sự tự đắc của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư, kiêm chủ tịch nước Việt Nam khi ông tuyên bố Việt Nam chưa bao giờ được như hiện nay, kèm theo nhận định ta như thế nào thì vị thế trong cộng đồng quốc tế mới như lúc này. Và vị thế thì các bạn cũng đã biết là rất nhiều nước Nam Hàn thì họ đã yêu cầu Việt Nam phải có visa khác với nhiều nước khác. Và ngay cả Đức quan hệ hai nước cũng chưa trở lên bình thường sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mà đối với các quan chức uh, hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam trước đây thì không cần visa vẫn có thể vào Đức trong một thời gian nhưng bây giờ thì cái hiệp định đó đã bị bãi bỏ và tất cả công dân Việt Nam bình thường hay là quan chức ngoại giao cũng vẫn phải xin visa đó là điều đó nói lên cái vị thế mà ông Nguyễn Phú Trọng uh, ngầm so sánh thì có lẽ khá mơ hồ và nực cười và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân thì vẫn đứng trên bục và yêu cầu thanh niên tiếp tục cống hiến uh, cho Tổ quốc như những cái điều mà bà uh, kêu gào từ trước đến nay. Đây là hình ảnh bà Chủ tịch uh, Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Quốc hội Việt Nam. Scandal 9 người dùng chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội để đến cư trú bất hợp pháp tại Nam Hàn rồi chuyện phải xuất trình sổ tiết kiệm bản gốc khi xin visa du lịch vào Nam Hàn và gần đây nhất là vụ 39 công dân Việt Nam bị chết cống và ngạt trong thùng đông lạnh tại Anh. Làm người ta nhớ đến việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng vài lần bảo công dân Việt Nam phải tự hỏi đã làm gì cho đất nước. Thì nay họ đã làm cho Việt Nam nhanh chóng nổi danh khắp thế giới bằng cách lũ lượt trốn chạy khỏi thiên đường chủ nghĩa xã hội, kéo theo các cú sốc chết người với nhiều kiểu lìa đời khác nhau. vâng rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019 các bạn hãy bấm nút theo dõi Facebook và YouTube của Thời Báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin Cộng hòa Liên bang Đức